Và đặc biệt đây, chiếc kệ này hoàn toàn có thể ép ra các vào vô cùng dễ dàng và phù hợp với mục đích sử dụng của em chúng mình. Trong khung của kệ thì có thiết kế vô cùng chắc chắn. Chúng ta có thể thấy là những phần thanh ngang và thanh chính được liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ, tạo nên một bộ khung sườn chắc chắn có thể chịu trọng lượng lên tới 300 kg. Vì vậy mà chúng ta có thể thoải mái để những vật dụng nặng như là lò vi sóng, nồi cơm điện hay nồi chiên không dầu vẫn vô cùng thoải mái với chiếc kệ này. Phần vỏ kệ thì chúng ta hoàn toàn có thể là linh động trong quá trình sử dụng. Chúng ta có thể để gia vị này, rau củ quả khô và đồ khô nữa. Mã kệ KL02 của chúng ta thì có phần bánh xe có thể quay 360 độ, vì vậy vô cùng thuận lợi trong quá trình di chuyển kệ đến những vị trí khác nhau. Thiết kế bằng thép carbon cao cấp và có lớp sơn đen tĩnh điện chống rò rỉ và chống oxy hóa cực kỳ cao. Bên cạnh đó là chúng ta có thể nhìn thấy mặt gỗ MDF sang trọng với bề mặt phẳng nhẵn và chống mối mọt cực kỳ tốt. Mã kệ KL02 của chúng ta thì gồm có hai kiểu dáng là 3 tầng và 4 tầng, hợp với sở thích cũng như nhu cầu của mỗi gia đình. Sản phẩm của chúng ta bảo hành 12 tháng miễn phí giao hàng và đổi trả chỉ có 7 ngày nếu có lỗi thì sản xuất. Nếu quý vị quan tâm vào thời tiết của chúng tôi, hãy comment ngay dưới video này.